Thưa quý vị, nắm được nhu cầu nhiều người có nguyện vọng đi xuất khẩu lao động, Trần Thị Hằng Nga, sinh năm 1984, ngụ xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đã đưa ra các thông tin tuyển dụng lao động nước ngoài, nhận hồ sơ và tiền của nhiều công dân có nhu cầu xuất khẩu lao động, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân. Cơ quan công an xác định, chỉ tính từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, Trần Thị Hằng Nga đã tiếp nhận hồ sơ của hơn 500 trường hợp, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố Nga về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dù không có chức năng trong việc tổ chức đưa công dân xuất khẩu lao động, nhưng Nga vẫn giới thiệu mình là giám đốc công ty chuyên đưa người đi xuất khẩu lao động, từ đó nhận hồ sơ của hàng trăm công dân có nhu cầu. Khám xét chỗ ở của Nga, cơ quan chức năng thu giữ một máy tính sách tay, CPU máy tính bàn, ba điện thoại di động, nhiều hộ chiếu và nhiều tăng vật khác. Bước đầu, cơ quan công an xác định, chỉ tính từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, Nga đã tiếp nhận hơn 500 công dân tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, có nhu cầu đi du lịch, xuất khẩu lao động nước ngoài với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Số tiền này Nga dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.